đâu cô múa thôi, cô múa thôi ra. Cô cố. Cô cố. Bánh mì bỏ bên kia đi, đừng chuẩn bị dọn cơm cô. Thằng tôi còn đi chợ nữa cô. Rồi cô đâu cô mua cúc lúa, cháu là bà cháu ra mẫu giáo gì rồi cho tôi coi đây. Con lại thầy con nay là con 68 tuổi là 7 tuổi rồi, ghê vậy. Mà trong khi đó thầy thì con ra về già chút cơ. Thầy cứ làm cho con em bé 60 chứ gọi là già. 70 thì mới vừa qua vậy thì đó là 80 thì gì đó quên rồi. Đó, đọc đi. Ngày mai là bắt đầu giờ này là có khách khứa các nơi về, tôi vui rồi. Xứ gần qua phải nấu một vụ ở xứ xa. Dạ, tất nhiên là giống này ở nhà. Giống này luôn. Để cho làm tiếp khách xứ xa nha. Ủa cô mua gì cái thùng đó đỏ là cái gì vậy cô ạ? Cái là cái gì? À, chồng vua liên. Mấy ông vô coi cái phòng mấy ông thấy gì lạ lạ không ha? Trời ơi làm như con nít vậy trời. Có cha lo cho đàng hoàng. Một lần nó mốt vậy là tôi hốt tôi giục đó chứ. Tôi làm cho một lần thôi. Ở đó hay thiệt chứ, công nhận nghe tôi phải tôi không phải tôi nói tôi kỹ nghe, nhưng mà tôi nằm á mà không có ra là tôi làm không được á, rồi tôi phải kỹ thà tôi nằm đất chứ, mà còn công nhận với ông mập ông bình chỗ nào ông ngủ cũng ngon thiệt nha. Cái tuổi lúc đó tuổi mấy ông là cái tuổi thiệt á là ăn gì đó ăn không lo lo chưa tới gì tao có gì sướng thiệt. Bằng hồi tôi tuổi bằng mấy ông trời ơi tôi cực khổ biết bao nhiêu phải tôi than. Câu với ông ăn không nghĩ gì hết trơn. Nằm trong ông ngủ như chết vậy cô. Ở bên này tôi ra làng không nghe nữa. Mà ai cũng đã bảo vệ tôi cái trời phải ơi. Ông nội ơi. Tôi trong khi 2 giờ khuya là tôi đã dậy rồi. Mà ai cũng đã bảo vệ tôi hết trơn. Bảo vệ có khỉ khô. Ở đây tôi ra làng. Ba là không có ăn cướp nó vô chứ. Rồi 12 tuổi. Hồi đó tôi 12 tuổi là tôi biết yêu rồi đó cô. Đúng rồi. Rồi chôm chôm đó kìa. Hơn 1 giờ rưỡi thầy. Ngồi chờ nó sẽ bếp nó sôi, nó còn một cái bên kia hả? Hồi nãy đó, bởi vậy cho nên á. Nói ra tôi rầy mấy ông người nói tôi rầy không ăn phải ăn không lo lo không phụng người tới thay giờ nãy chồng của Diệu Liên lại gắn cái lò ga rồi khó chạy ra coi để vô biết cách gắn ha. Xong rồi con rồi coi chưa coi rồi bật lên cách bật bật sao lên chỉ rồi rồi bố cái gì là kêu ông khỏi chứ người nào giỏi vậy là giỏi đó vậy là coi như là hú hồn meo kiệt thành người lớn rồi đó. Đó vậy đó coi trước giờ thầy kể con là con nít không. Không phải nít nhưng mà cái ý nghĩa đó mình đã vậy là có năm con là phải lo chứ cái gì cũng đi con kia. Có một đứa con là không lo được. Bây giờ tôi hỏi con tôi là ba chiếc xe mà không chiếc xe nào còn biết không chiếc xe nào còn biết mình hết đó hết sang mà hết mình con chưa đợi lắm không
hỏi. Tài đấy ngay. Bó tài vậy. Không, không, không bằng cuối năm á, hàng hàng năm là cuối năm mới vui nhất, cuối năm tới Tây á, sau đây là các cặp cặp về có cặp với cặp vui lắm. Ủa, năm nay mua củ tám Việt Nam thì có ngon vậy? Ngon lắm cô. Ông nói mua để ăn sống. Ăn sống bằng sống luôn cô. Sống còn mắc tiền mà, đúng rồi. Đồng 99 một phao đó. Ủa, đúng rồi, tiền ngon. Mà tiện mua có 3 củ à. Còn cũ tôi ăn rồi, còn cũ để ai ăn cho biết. Tôi nói bởi cái giống gì cũng nhớ quê hương. Việt Nam 1 tháng giờ con bụng miếng đó. Ăn mà là gì? Con hai ăn này. Giờ xưa ăn ngán rồi. Chứ với lại mình không thích mình không ăn là thích mới ăn được. Không, mà cái thế gian nó khổ nè. Con người mà nói giận thì nó cũng khổ, mà không giận thì nó cũng khổ riết là giống như là ai không biết giận rồi thầy. Còn cắt ra máu còn giận ha. Nói không giận là không không đúng. Chỉ có người điên không biết giận, không biết buồn thì con tin. Chứ người ta người có ấy người ta có giận có hờn, nhưng mà người ta biết xin lỗi. Nhưng mà ta xí xó. Còn ví dụ nếu mà nói giận là không đúng. Nó mà nói con vừa cái mà con vừa giận là mà con vừa cảm. Không, mấy cái cô nói á, chứ thật sự thật sự mấy người khùng mới hay giận đó, mấy người tẩn hay giận. Mấy người khùng đó mình khùng mình không chịu. Cái khùng này á là ăn cơm như 80 đời chưa hết nữa. Cái khùng này người điên không biết giận không biết. Ở gãy cũng là thằng các ngoại tôi nó linh động quá. Mà ai nói nó mẹ nói là ấy thì cái đó nữa. Chứ giai đoạn nó nói gì là bác sĩ làm sao mà bằng con như là con nó luôn. Cái hai nó linh động quá cái nó làm sao mà cũng không. Coi á, cái, nguyên cái đoàn thể vậy nè, mà cái ông mới lạnh nó nghẹt, nó chảy nước ngược lại mà không ai hay được, nó phù với cái giá lên luôn. Đó, ý nói vậy đó, cho nên tại sao tao thường thường xưa nhà già tao có quản gia là vậy đó, mình không có quản gia cho nên thôi. Tôi nói không phải cái mấy lạnh mới bể cái ống đó. Cái chạy bụi quá là sao nó dội ngược lại nó rớt tỏ rớt xuống rồi nó làm thấm cái đất kia nè. Ăn gì thôi, ăn cho rồi mua ớt nữa. Mấy bát kia cái đồ ngồi đi để con thầy cứ ngồi đi. Cái này cho tôi đi nước đá được rồi đó. Nước đá với nước vô bây giờ trời này không sữa không? Không, sữa không gì đó. Thôi. Thôi. Mua một cốc cam gì ta, cốc cam luôn. Cốc cam luôn. Thôi, tự quên. Hôm nay nghe chị gốc khe ở đó, cái chua cây cần sao nha. Cái này hả? Được. Cái dòng gì lấy gì? Cái dòng gì? Mỗi bà con. Cái dòng gì là có nhiêu đây vậy? Cái kia cái bự không lấy, cái kia cái nhỏ. Cái lá cho cô mới cái gì cô cuốn đi. Cái bự đâu? Cái bự cái
Trên đây này này hả? Thấy không biết. Rồi chị làm được một chén thứ tư. Không biết cái bộ thang này. Không có bự, không có bự mà. Không biết quá này hả? Đi cho khấu luôn rồi đâu rồi. Không còn gì đâu. Tèm của cái này. Thấu đó, trong kia. Cái gì, vừa lấy gì nữa? Ngon quá trời luôn này. Một ngọt đây, của đây. Con ba con bé hai cái con gì. Lấy đó, đó. Đó. Mời bà chị ăn à. Rồi, ăn. Này ăn cái chua lắm cái đó. Nóng gì nữa lại. À, lấy cái ớt đường xa dùm đi. Ớt hả thầy? Dạ. Có không? Có, nó mua mấy túi đó. Đâu rồi đây? Cây làm ớt ra tí. Thầy để đem về hả Lai? Đổ, đổ, đổ. Ủa cắt rồi hả? Ờ, để cho thầy. Rồi đây ăn mà cô bơ. Ở đây không có gói xa hả? Có, chạy đây cũng được. Cái này hỏi lên tới em luôn mà. Có sai thì sai, nhưng mà cái sai cái tố của con đó là sai tại vì cái đó là sai mà con nhiều quá rồi, giờ sai tại thật sai cá rồi đó. Tối hôm nay mới qua làm sao vậy? Cắm rồi 45 phút mà gặp nó bạn. Tối hả? Con ba người đó bạn hai người bạn không đó okay. Không có đâu, con mới có năm lần nọ là ba giờ thì nói hát uống đi là thầy bao nhiêu nè, không có dám lần nữa mấy nhiêu trong hai đi có lấy nhiêu nghe cho mai rồi thấy giống mặt con 5 lần lại nhiêu hai lại nhiêu hai lại nhiêu giao không 74 kg 74 hả? Đây là 65 kg. 65 giờ tính 75 luôn đi coi. Đây 55. 55 75 là nhiêu? Là 104. Là cộng với này 65 không? Đúng không? À, chưa nó chưa được 53. 53 rồi. 53 36. 54 đó là 75 cho 53. 55. 55. Tất nhiên là 55, 55 với 75, tất nhiên là 80 là 130, 130 là 65, là 195. Rồi, là còn lại 194, tại vì hồi nãy là 74 tính 75 tính chẳng đó. Tính trợ thì nó ăn ngon. Không ăn ngon. Được. Rồi còn nội là ba người này không là chưa bằng ông thầy. Chứ bảo không phải. Vừa phải. Hôm nay cả hai, ông kể hôm nay là mấy người này có 130 mấy, là tất nhiên 3 người đó là hơn này có 10 tiếng à. Gì hơn 10 tiếng, là tiếng bớt hơn 10 tiếng. Vừa phải không? Nên tiếng bớt tôi có 2 chậu à. Rồi cộng với bà nữa là thua sức. Ờ, đừng có nữa, còn thua. Này ngon nữa. Ừ. Cái này là ngon sau này á, nhờ ông thầy lúc trước á ăn mặn ngon theo những người mà không thích ngọt, rồi sau lại ông mẹ cũng nói mặn quá ăn lên nó chết. Ông mẹ cũng để vô ăn hai cái thì ngon khác nha. Ừ, ăn nước ăn luôn ngon. Ủa anh chưa ăn con mẹ hả? Không không tại vậy con mẹ cho mẹ cái mẹ đâu vậy mẹ. Đi nói phải đó. Đi mà nó đi vô số 1. Đi nó lại. Bây giờ nó quay. Quên bỏ me. Quên bỏ me. Đúng rồi. Cho nó vô ngon. Đi nó vô số 1 rồi. Nó không lẹ muốn mà chỉ thêm me thôi. Đó rồi. Để chừa cái kia để lát nữa. Nữa. Rồi. Rồi lát mình lại cái kia nữa. Nhờ thanh số 2 rồi. À, rồi.
rồi cứ nói con ăn canh nó ra canh chua mà canh ngọt nó ra canh ngọt ăn một cái muỗng góc một cái đồ bớt nghe bà con nghe con lắm biết là này hả làm nát rồi chơi chua không chua không chua không chua 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 đánh chua ngon lắm luôn á nghe khen nói mà nói thì vô lặt nhát thì cái đó chị ổng nghe con nhận thấy ngon này nhưng mà tại ổng quên ổng không ăn chua nữa đó nhớ nhớ đồ ăn đồ thật tính á là tại vậy á tại ổng quên mỗi men cái ngon thiệt mà ổng đi ổng buồn lắm á rồi tính á là ổng điện mà ngày nào giờ này cũng cũng điện đi buồn á nó buồn không có vui như linh mà nó cái này là da sống có đau đây rồi sống đây quen rồi cay á không có cay đâu á có cay sẵn mà có cay rồi sẵn có ớt đúng rồi này không tan à mất trước là không bao giờ ớt nên mình cua cho chưa cái này ngọt ngọt hơn à? Thế nào? Để tất ngọt à? Tôi nói rồi, tôi nói cái đó là đầu tiên là nó mặn, rồi sau này là ổng chua ổng xin đường á, cái mặn này để vô ổng chua ổng xin đường á, cái mặn này để vô thành ra cũng như là hai cái điều ngon với nhau. Cái người mà cái lời trên hoạt á, tuy là có 8 tiện thiệt nhưng mà cái người trên hoạt á, giờ cái miệng là cút á nó nói chuyện không có trề, đó không có trề luôn là cái người đó thật nó ngồi nói như như thấy được thấy được cái ly họ ra thì họ vô bỏ được một cái ly nước trà lên á tôi nói thì không biết là gì đâu hai trà á bỏ được cái ly nước trà lên á nhưng mà bữa đó là mặn á là thay vì mình ăn cái tinh nó ngon đó không thẩm thẹn mới đúng nếu mà mình ăn mình tinh nó chết còn cái này á là ngọt cái bà kia nó ngọt ờ giờ con là thầy chua ngon nè ừ vậy hồi nãy không ngon giờ ngon nên là quên mệt mẹ thầy hồi nãy á tại vì chưa có me sẵn làm vậy đâu nếu không có me thì đi ra tặng vô miếng chanh mua me bột quá me gói á có nhất ngoài lại nhiều trong như bột nem á thả vô đó chua hả? Bắt người ta ăn được không? Nó cái đó không ngon em ơi. Cho con gì giữ kiểu hả? Tại vì thầy kêu cắt lợn đúng không ạ? Dạ kêu ăn tại con đừng có mà đồng cũng ăn không đồng rất là yêu vương nữa ngon mà, cho chua ngon mà ngon trên nãy giờ có ai nó không ngon đâu ngon mà trời ơi nhưng mà không ngọt tao đúng không mà chưa không ngọt thôi người khác không ngọt xong nó cay cay nó cay mà nó tôi vũ hết trơn không phải nó cay mà ông ấy cua nấu canh cua giống như người miền Nam mình giống như cơm vừa chua vừa ngọt vừa cay vừa cay mà người mình nghe quá tới từ sân gấp lóc viên chú mới đủ dữ vậy ta vừa cái hết tên vậy bộ cô đấy người này cái miền Nam mình bắt hả ủa bắt bắt đây tàu thành năm miền Nam bắt ở biên hòa đó nhưng mà cổ gì thế nào ghê vậy chơi hả hả không ai không có em thấy ông chị còn nhít ớt vậy ăn đúng không ơi em thấy ăn ớt ăn nước quen không biết ăn đó mà không biết ăn tiêu mà gừng còn ăn sợ nhất gừng luôn á ăn được cái gì nữa ăn là vậy là vậy là cô Lý tại bắt cái gì mà ngon không cho cô ăn là cứ nước ớt ớt vô mà tôi chỉ nha thằng người cái đàn người lưu ý á chưa ớt thì đẹp rồi nó đẹp cũng thơm mình ăn cũng ngon cái này trước khi quay để vô máy quay không quay
quay cái tủ á hả? Ừ. Quay tầm dưới cái bột canh vô. Để nó thấm được trong này nè. Hôm qua con ướp bột canh rồi hả? Mà ướp ít quá. Dạ. Tại chiều hôm qua con sẽ nghĩ ra này xong con ướp luôn, nó két cho trong luôn. Ướp ít là để cho con. Xong đến lạnh, rồi hôm nay mới lấy cho chi. Còn cái là hủ trắng đó, là hủ chiên sẵn rồi thầy. Trắng đó. Trắng đó. Trắng thì nó chiên mới ngon ha. Cái chiên sẵn này không có. Hồi đó tôi ghét là hủ trắng, bây giờ tôi là thích là hủ trắng. Chiên cũng ngon. Đồ hủ trắng này nè, mua về cái luộc lên một hồi, cái bắt đầu vớt ra cái làm muối chiên chanh á. Chưa đồ răng. Hủ trắng ăn bá cháy luôn, ăn hoài con to luôn. Đồ răng rồi đó. Dạ, yeah, ngon lắm. Thầy ấy nè, có cái cơ đó, có đi chùa mà có kiên ra là có hồng của ông thầy. Cổ thương ông thầy dữ dằn đó. Cái cổ mô tàu hũ đó, cái cổ nó kiên, cái cổ làm kém hố tiêu chanh, cái tôi để vào răng. Cái tôi nói là ngon thử miếng là thử cái được thôi. Chắc quên ăn được cái ăn một thịt lộn vậy á. Cái ăn rồi, cái ăn hết luôn. Cái bà nó chửi, nó kêu mẹ ăn một miếng thôi, mẹ ăn dữ rồi đó. Ngon quá thôi để em cho mua lại. Cái đi chạy ra mua lại, cái bắt đầu kiên vô, cái bà nó bị thử nước em. Lâu em mua đồ hộ về, cái luộc lấy nước mắm, mà chai, mình xanh đưa cho. Công nhận á, cái cô đó phải nói bả một tuổi với chị á. Mà trong người phải nói là bả ngăn dừa, phải nói là đạo đức, là ước phước của hả, không biết kể đâu nghe. Bà đâu có đứa nghe. Là tại tại diễn như thế là bả vừa có công nè. Bà phục vụ thầy nè, ông thầy đi đâu có cướp gì một vài mới lo hết mấy xe mấy trăm người ta phải lo bỏ tiền cho phải lo và hai vị thứ hai bà đi bà đừng có trả tiền nữa bà đi bà trả tiền luôn nhưng mà đâu một chị lớn mà chị lấy tiền cho mua đồ ăn được rồi mà chị mới nói là tao ra mà mày tí xíu được để cho việc ông thầy để ông thầy học sức tiền ra làm những cái này nhà cho nó chạy cho có mấy người mà ta đi mà ta xin nữa đó cô chồng mà nó là tốt chưa đừng thấy muốn chai mà không ăn. Nó mà chơi không biết là vừa luôn. Ăn trái cây. Thầy, ăn tí nữa rồi ăn đi. Cô lấy ăn trái cây. Ủa thấy con thầy ăn mà tự nhiên thầy nghĩ là tôi mới ăn đi thôi. Ăn đi chơi. Tự nhiên rồi. Ăn đi chứ. Nó chơi. Qua đây một món rồi. Tự nhiên đi trời. Mà sao mà mấy người mà ta đốt và phước đức dễ đạo luôn. Tự nhiên mà cũng chắc đốt yên như con tôi vậy. Cô đi. Ăn đi con, có ăn á. Để nó đi. Thôi để đây. Thôi để đây. Chào cô. Cái lỗ này của con như là gấp rồi thầy đã. Rồi, rồi, rồi. Cái tay thôi mà làm gì vậy? Tại thấy nó ngọt mới mua thôi. Thử được không? Có ngọt không? Ngọt ngọt. Ngọt. Không ngọt con mới mua đâu. Thử trước mới mua. Nho được ngọt nhất hả? Nó vậy thì bớt đâu. Con càng. Thôi thầy mất nghèo đúng không? Rồi vậy canh chua mình tôm đây. Chưa có cay. Cái này không có cay hả? Đúng rồi, tại nó có ớt rồi. Nó có ớt, bỏ cái đường nãy giờ. Thầy chua là cảm ớt, đúng chính xác hả? Nè, thầy, thấy chưa? Ừ. Nãy giờ ớt con đâm không được, con lấy con sắc con còn mặn gì? Không mặn. Đã là hết mất rồi, không có mặn, không được. Mình nói rồi. Nói mùa hồi vừa cầm áo mà kìa. Ê, chú cầm áo rồi, đi bác kỹ lấy đó. Cô đã uống rồi, ngày nào uống rồi. Ông nhà ngủ thầy có bệnh thầy? Có chứ. Ủa? Thầy bị sớm nha. Họ kêu có. Con uống cái viên bằng áo rồi nó kêu là khi mà mở cao là bắt buộc nó kéo đi thay thứ nè. Ba thứ đi chung á. Ba thứ đi chung là tôi chưa làm. Thế còn cái hồi lúc ở Việt Nam nó mở nhà tôi bỏ uống ngàn viên. Thôi, bye bye. Anh này phải... Cái tiền trăm rồi, cái thao là biết là không cho uống nữa. Nhà ngon mà. Đúng rồi, nó trôm trôm mà trôm trôm ngon. Trôm 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 tôi không hảo nho. Tôi không hảo nho. Mô Phật. Trôm trôm nóng. Tủ ở kia không? Ăn nhiều ngon nha, ăn nhanh chút thằng tiếp. Cái gì nữa không? Cái này ở cũng yên mọi bữa vậy á. Ngờ xong rồi cái cùng hai giờ hai mấy về. Ủa mà giờ mất chuyện này còn gì nữa rồi. Bây giờ tôi đi chợ. Nếu quý vị quan hỷ được cái củ cải lạt, củ cải muối á, ok, không có dắt nổi, dắt sao nổi. Giờ để chảo chịu khó
sợ đảo đảo lên vậy đó. Nó không ra nữa đâu. Cái đó đâu cần dắt đâu, cũng cần dắt. Nó có nước mà dắt lại không lại nó đúng mà mình lên lên thôi. Cái gì đây này ăn muốn té con bỏ lên. Cái gì đem ra lấy gì cái bỏ. Ngày mai quyết định nấu món gì, mai giờ này là khách ăn luôn nè. Mai cô Vũ Yên đồ qua nè. 8:45 của số phi trường đáp cánh. Thì chắc về tới đây khoảng 10:30 mà mỗi giờ. Thứ hai mới về. Thứ hai. Thứ hai giờ là có ba tập. Giờ kéo nhau qua chùa Việt Nam. Mà chiều đi gây quỷ. Đi dự lễ gây quỷ với chùa Đại Địa Tạng. Không biết đâu có địa chỉ kìa, tôi mời kìa. Tôi đặt một bàn. Ở cái hô nào không nghe cái hô đâu. Đừng tôi đi. Ủa bữa Du Lan là cô Bành Thị Cúc cái tên mẹ mặc áo gì? Biết rồi, nhưng mà chứ mà không mà không mà không mà quần cũng áo buôn hả? Lễ mà, lễ thôi Phật mỏng là nó như đi đến tướng với mỗi nè. Chủ nhật đi ăn tiệc không vậy? Đi mà, đi. Thế rồi. Vậy con có đi. Ủa? Con hứa hồi nào thầy không đi là ai chở con mà xe cho mình đi. Thầy có xe. Có xe chị đi mà. Thầy đi là chị đi. Thầy đi là ông không đi bộ ra đường lo, ông đi xe. Thôi để nữa đủ thảo thử cho nó đi. Đi cái đó là người ta đặt cho mình ăn rồi mình đi mình nó bỏ. Thầy đặt một bàn đó. Muốn này là không có rồi thôi. Tất vui là bữa nó bỏ. Đứng đó bỏ như bỏ. Ừ, rồi mấy cái bạn mình như còn như quả. Bà như nói trước bà gì đó bà Ngọc Bảo với nó 5 đồng cứng là như. 5 đồng cứng là 500 á. 50 chứ không có 500. Cái gì 5 đồng cứng nữa. Không cứ là 50. Em đi cá rồi. 1 đồng là 100. Em thấy tụi gờ bạc nó kêu nó vậy. Gờ bạc còn bây giờ mình đây 5 đồng cứng là 5 đồng mềm mà 5 đồng thì á. Không, 5 đồng cứng là 50. Nếu mà em nói mà 500, nếu mà bà đi 500 á, em thua chị. Là con đi chắc nó theo chậu này. Chắc 50. 50 chứ là thường mấy người cờ bạc em nói 100. Trời ơi, này ta có cờ bạc. Chị đồng. Cái này để nó là dẹp nè. Để ra dậy là để ăn đi. Ừ. Để giấc thở tí thì thở vậy. Vậy là chắc 50. 5 đồng cứng. 50. 50 là dữ lắm rồi đó. Tại vì đúng như cửa đó chị mới nói vậy nè. Thôi một người phụ 20 đồng đi. Mà một người á còn bao nhiêu á là chị bao chó. Cái bạn nó lấy cái máy là bà tính á, bà biết chi làm sao đó, đứa mẹ đó là trời ơi, tính người ta không có đâu em ơi. Trời ơi, chị nhìn người là chị biết người sao vậy hả? Ừ. Mẹ nhìn em coi sao. Thôi nói gì coi nói. Bữa nào em có bộ bài chị coi cho mà không trúng chặt cái đầu chị. Chị nói thiệt luôn á, chị biết con đó. Ừ. Nghe vậy? Ừ. Vậy á. Bộ bài cho cô coi. Con bữa nào cái giờ chơi bài đấy bà. Đây khi nó ứng này. Ứng kia nè. Là con chị biết chị là hả? Thôi bây giờ ứng ngày mai đi. Ngày mai tôi muốn có 10 giờ. 9:30. Thứ 7 mà không? Ngồi ngồi ngay. À cô ngồi ngay trong gốc cây cho tôi chứ không cần đứng. Ngồi 3 tiếng đồng hồ. Ứng liền tất cả. Ngồi chỗ quan âm á, cái cạnh bộ bài, cái thằng... Cũng được, ngồi ngay cho đó cũng được, được 3 tiếng nha. Không biết sao, cái xong cái con bóng, cứ một quẻ vậy á, là lấy rẻ hơn 2 cái tiền đó, mình đem quả đây hết luôn. Không, ngày mai á, cô làm được làm trước đi. Tôi bắt tâm là tôi mướn 35 là 1 giờ. Cô ngồi ngay trong bệ quan âm đó. Ngồi đó mà đúng 3 giờ nha. Từ 9 giờ tới 12 giờ. Tôi sẽ trả 110 đồng.
là lúc đó là ứng luôn à, trời nắng sức nắng mà 105 độ vậy là cơm không ứng luôn 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 cơm. Đâu để năm độ mà cũng ngồi nó 3 tiếng đồng hồ là ứng liền luôn á. Ứng rồi không giờ ứng rồi. Ủa hôm nay nó đi lắm. Ai kể nghe ha. Cái thằng kia là nó bây giờ cô kia đã có sát đồ nè. Ừ. Bà không ở nhà làm hộ mấy ông này. Thế đi về làm mấy ông đi chợ không? Đi. Đợi đi đi không? Đi cho đỡ buồn á ở nhà. Nhưng mà giờ đề nghị rò máy đi. Rò máy giờ mới cứ dặn 505 độ tôi ra cái là tôi chết liền á. Thầy vừa phải thôi. Rò máy đi. Đề một chút là nó nổ liền á, nó nắng lạnh liền á. Tao đâu. Nó lạnh mà. Ra mà chú Tâm cho mấy chú cho một chú Tâm là hai ông cố đó, không ông nào nói chuyện với ông nào nữa thôi. Hai ông ăn trước ông ăn sau đi. Mà thôi chắc chú Tâm không ăn đâu, để ông Phương vô ăn thôi. Hai ông không ăn nào nói chuyện với ông nào sao còn ăn chung. Thế gian mày sao nó chán quá, gì chán rồi đó. Thì hai ông không ăn nào nói chuyện với ông nào sao ăn chung. Quậy vậy thế. Nói gì thầy. Không, chuyện nó ngoài không. Thì hai ông ra, hai ông hợ đó. À, dạ. Không ăn nào nói chuyện với ông nào sao ăn chung.